Sáng qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị số 2 đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Vĩnh Thanh Dân, Vĩnh Quang, Vĩnh Bảo, Vĩnh Thông và xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá trước kỳ họp thường lệ dưới năm 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh, kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri phản ánh trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Cử tri các phường mong muốn tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm giải quyết một số vấn đề như sửa chữa đường xuống cấp, công viên xuống cấp, tăng cường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, sớm giải quyết dứt điểm chợ tự phát lấn chiếm vỉa hè lề đường, tăng cường quản lý hàng gian hàng giả, phát triển du lịch xanh, du lịch miệt vườn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong khám chữa bệnh, tiếp tục rà soát bãi bỏ một số văn bản không còn phù hợp với các quy định của pháp luật nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, có chế độ cho những người tham gia hoạt động tổ nhân dân tự quản, tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh. Báo cáo các cấp lãnh đạo tỉnh có thể sớm xem xét xem tình hình thế này, coi như làm sao bổ sung bà con thì động viên người ta mua bảo hiểm y tế 100%, mà trong cái đó bây giờ đi bệnh viện thì không có thuốc, cho nên cái này bà con cũng nhiều điều ra thắc mắc. Cử tri phường Vĩnh Bảo kiến nghị tỉnh, thành phố có giải pháp giải quyết tình trạng rác thải trên sông, đặc biệt là tại các cống ngăn mặn, sớm giải quyết vấn đề ngập úng trên các tuyến đường thành phố, xem xét phân cấp kinh phí cho địa phương xử lý những vấn đề mang tính bức xúc về môi trường. Thì các cái tuyến đường như Nguyễn Công Trực, Lạc Hồng, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Trần Phú, Lâm Quang Kim thì mưa lớn thì thấy là ngập nặng, nhưng đến nay vẫn chưa thấy thực hiện, và vào cái mùa mưa lũ sắp tới chúng ta thấy cái nguy cơ ngập úng vẫn tiếp tục tái diễn. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành ghi nhận các ý kiến của cử tri. Đây là những ý kiến thiết thực phản ánh những vấn đề thực tiễn ở cơ sở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị thành phố sớm giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền như chỉnh trang đô thị. Đối với ý kiến chuyển đổi số, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành cho biết, việc thực hiện chuyển đổi số cũng đang được ngành y tế triển khai mạnh mẽ ở các tuyến y tế cơ sở. Tuy nhiên, việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin bước đầu chưa trọn vẹn, tỉnh sẽ chỉ đạo khắc phục, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các ứng dụng, các dịch vụ, giải pháp số trong lĩnh vực này. Về vấn đề thiếu thuốc tới đây sẽ cơ bản ổn. Về tình hình mua bán lấn chiếm vỉa hè, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng đây là trách nhiệm của từng địa phương, xã phường, trong đó có vai trò của người dân trong việc mua bán sản xuất. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố cần chỉ đạo các xã phường, khu phố, tổ nhân dân tự quản cùng nhau chia sẻ giải quyết vấn đề này. Về tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, hiện tỉnh đã có chỉ đạo công an tỉnh tập trung giải quyết các địa bàn phức tạp, đặc biệt là đô thị và những nơi thường xảy ra những vấn đề xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cho biết tới đây, tỉnh sẽ củng cố lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để ổn định tình hình ở địa phương. Về vấn đề ngập úng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành đã chỉ đạo thành phố Rạch Giá có giải pháp nạo vét, kiểm tra hệ thống cống thoát nước trên địa bàn trước mùa mưa, không để ngập úng cục bộ, gắn với giải quyết ngập úng về môi trường, công viên cây xanh thành phố cần quan tâm khắc phục, cố gắng làm sao tạo môi trường xanh, cảnh quan sạch đẹp.